Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7 giờ 37 phút chiều Chủ nhật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024. Mình mới vừa hết ca làm, đang trên đường chạy tới chợ thực phẩm Stop and Shop gần ở nhà mua bọc nước đá, với ghé qua quán Đơn Kình đối diện mua ly trà đá cử thứ 3 trong ngày. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Ly trà đá này là cái ly cử thứ 2 trong ngày của mình. Lúc sáng giờ 6 giờ sáng nay mình vô ca làm, mình uống hết một ly trà đá. Xong cái 11 giờ đi xem phim gạp với bà xã với đứa con trai, uống ly cử thứ 2. Bây giờ hết ca làm mà chuẩn bị uống cử thứ 3. Ở lúc chiều mình có đi xuống chợ thực phẩm Stop and Shop ngày hôm qua đó, mình ghé đó, người ta bán hết nước đá. Lúc trưa mình có mua, nhưng mà không hiểu sao hôm nay là người ta không có bán cái bọc 20 pound với lại cái bọc nước đá 10 pound, mà người ta chỉ hôm nay người ta chỉ có bán bọc 5 pound thôi. Thì hồi lúc trưa đó mình lúc đi coi phim về đó là mình có tấp qua mình mua một bọc rồi. Nhưng mà uống 2-3 ly á, ly nó 5 pound nó nhỏ lắm. 5 pound là khoảng chừng khoảng chừng 1 ký mấy, hai tối đa 2 kg, không tới 2 kg. Uống dài dài ly á là nó hết à. Đó thì giờ cái mùa hè đó mình uống nước á, nước đá nó mau tan lắm. Đó bây giờ mình trở lại mình mua tiện đường, tại vì quán Đơn Kình đó, nó nằm kế bên cạnh, với lại công làm hai việc. Mình vô chợ Shop and Shop để mình dùng phòng vệ sinh. Mình mới vừa hết ca làm á, mới vừa thả một cái người khách cũng gần ở nhà mình thôi, ở trong quận Dorchester. Để cái máy cho các bạn xem cảnh. Sống ở nước Mỹ là trong một cái quốc gia giàu có, nó có rất là nhiều cơ hội. Thì tâm lý các bạn biết, mấy cái người mà thật sự, mấy cái người mà khoe khoang là mấy cái người ta không có cái gì người ta mới khoe khoang. Mình không có nhiều tiền phải không, thì mình muốn có xe hiệu. Ở đây không phải là mình có cái ý gì khác, mình muốn ở đây trong cái nội dung chính này mình muốn dẫn chứng á, có một số ngu kiều á, họ thách thức, họ nói tưởng cái gì tụi mày đi qua bên Mỹ, tụi mày làm mấy chục năm đâu có gì đâu, tụi mày giỏi, tụi mày đi ăn chơi giống như tao nè, ngồi máy bay vé thượng lưu đồ, ngủ khách sạn 5 sao. Cái đó là những cái quốc gia khác á, nó không có giàu á, thì các bạn nói, chứ các bạn mà nói với mấy cái người Việt kiều ở nước Mỹ là người ta cười thúi đầu. Các bạn biết á, ở bên cái bang của mình á, các bạn đi quýnh bài á, sòng bài á, nó cho nó tặng điểm các bạn. Các bạn dùng điểm hả, các bạn ngủ khách sạn miễn phí, khách sạn 5 sao. Có những cái mùa mà mình chở khách, hôm nọ cách nay mấy tháng mình chở cái ông Tàu á, ông nói ông đi đánh bài với Encore, sòng bài Boston á, nó cho ổng điểm. Xong nó cần có những cái tuần mà nó sau lễ lộc đó, nó vắng vẻ, nó câu khách đó, nó email, nó khuyến mãi, nó cho mình ngủ miễn phí. Thì khi mà mình tới mình ngủ miễn phí là mình phải đi đánh bài. Đó, trên đường mình chở cái ông khách Tàu, ổng nói nó là ổng đi ngủ khách sạn miễn phí 5 sao. À, bây giờ mình chuẩn bị vô chợ Stop and Shop rồi, cái bắt đầu mình ra cái mình tấp qua bên quán Đơn Kình kế bên đây nè, mua ly trà đá rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn. Cộng sản Việt Nam với mấy thằng ngu kiều nói hoài, nói chán nốt miếng lắm, không có sách vở gì nói đó. Có nhiều bạn nói thôi anh ơi, hết sức nào mà anh đối đáp với nó làm chi, cho uổng nốt miếng, cho uổng công đồ này nọ.
Không phải, các bạn biết không, mình không nói á, mình không nói á, thì mấy cái người ở Việt Nam người ta không hiểu, người ta chỉ có nghe một chiều à, cho nên mình phải chia sẻ để mà mình thông tin cho các bạn thì các bạn có thêm tin tức nữa. Đời sống ở bên Mỹ quá tiện nghi luôn. Cần phòng vệ sinh là có phòng vệ sinh, phòng vệ sinh 5 sao, xà bông, thơm tho, máy sấy rồi có giấy rồi luôn. Ở trong siêu thị Walmart á, sau khi mà mình rửa tay xong họ cho mình giấy hay là họ cho mình cái máy. Ở trong rạp phim cũng vậy, nó ở trong rạp phim nó có giấy, nếu mà mình không thích dùng bằng máy sấy cho nó khô cái tay. Mới vừa vô mua bọc nước đá dùng phòng vệ sinh đó. Xong cái mình đi gạo mình thấy bắp nó đang khuyến mại năm, nếu mà mình tự mình lột vỏ nó cho mình lột ngay đó luôn. Mình lột vỏ thì năm nó khuyến mại 5 trái bắp chỉ có 1 đồng thôi, tức là có 20 cent cho mỗi một trái. Còn mà nó để cái bên cạnh á, mà nó đã lột sẵn cho mình, nó bỏ công á, thì 5 trái là nó bán mình 4 đồng. Nó gói vô trong cái bao bì á, để kế bên nó cho mình chọn. Có nhiều người người ta giàu, người ta có tiền, người ta không có muốn đứng á các bạn biết không, bẻ nhiều khi nó xước vô cái tay của mình á. Ở bên Mỹ sống rất là sung sướng, bởi vì nhiều người hồi đó đó, mấy chục năm trước á, thời còn ở Việt Nam á, nhiều người ngu kiều với hầu kiều á, lúc còn nghèo á, thời mà đi vượt biên á, ở Việt Nam nghèo, đi làm thuê làm mướn, không có cục đất chọi chim, qua bên Mỹ hả, 40 năm, 30 mấy năm làm có tiền dành dụm, bây giờ có nhà có cửa, nhà cao cửa rộng, đi về hưu có tiền. Ngu kiều ở đây mê gái đi về Việt Nam. Ô, Việt Nam bây giờ thay đổi lắm, Việt Nam bây giờ ngon lắm, mẹ đồ cái thứ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Mấy người đó bởi vì mình không có giao du, mình không có chơi với họ, cuối cùng rồi cũng họ cũng đối xử mình giống vậy á. Các bạn biết không, đi quanh nước Mỹ, đi vượt biên, hồi đó ở Việt Nam nghèo thời bao cấp, không có cục đất chọi chim đó, đi làm thuê làm mướn người ta tay trắng, đi qua bên Mỹ bây giờ làm mấy chục năm tới tuổi về hưu có tiền có nhà, ông quay qua khen Việt Nam. Good evening, how can I help? Yes, can I pick up a mobile order for Quark? All right, you can pull up. Thank you. Có nhiều cái quán đơn kình á, mình chạy tới đây nè, cái tên của mình nó nhảy lên cái bảng luôn, nó biết á, cái điện thoại á, trong cái điện thoại mình có cái app của nó biết á, mình tới gần đó. Nó bây giờ cái mấy người ngu kiều á, bây giờ mê gái đi về Việt Nam. Các bạn biết á, Việt Nam nó thay đổi theo thời gian, mấy chục năm qua nó có cái sự thay đổi về cơ sở hạ tầng. Thì đương nhiên con người, các bạn biết không, trong một cái xã hội sớm hay muộn gì nó muốn tồn tại là nó phải thay đổi nó thôi, là cái đó là cái bắt buộc, cái tự nhiên. Nhưng mà cái mà hồi xưa tới giờ nó vẫn còn lại là nó là cộng sản, là cái chỗ mình nói là nó ở cái chỗ đó. 10 năm trước người dân cũng đâu có được tự do ngôn luận, 20 năm sau người dân cũng đâu có được biểu tình. Mà hồi xưa các bạn nhớ thời bao cấp không, thời thập niên 80 không, nó đâu có nhiều nhà tù mà nó bỏ người ta. Mà bây giờ các bạn thấy không, tỷ phú Nguyễn Phương Hằng ngồi tù, có một cái xã hội nào mà nó nhục nhã vậy không? À, đồng ý là bà Trương Mỹ Lan là bà lường gạt, bà rút tiền. Nhưng mà tiền là tiền của tụi mày, tụi mày không cho phép bà rút, làm sao mà bà rút? À, tụi mày dùng bà, tụi mày ăn chia chát đã, tụi mày đáp máy bay an toàn, phải không? Cái gì cũng vậy, nó có, cũng phải có cái đôi bên, một bên kia đó đồng ý cho rút thì bên đây mới rút,
Mà bây giờ bà là một cái người mà bị tội nặng. Thank you. Yeah, I got this. Huh? I got this. Thank you. You want to cash your key? You want to cash your key real quick before you drive off? It's okay. I accept it. No matter what, because I get used to it. Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. Last time I drank. Yeah. Yeah. I drank that tea last time. Yeah. It was good though. It was fine. Yeah, it's fine. Yeah. Thank you. Ở trong cộng đồng á, mình đi đâu á, người ta quen ở đây á thì người ta nói chuyện thẳng, người ta cho mình biết, người ta quen mình luôn. Mấy chỗ khác người ta giống như cái quán Đơn Kình ở trên TJ Maxx á, người ta không nói nhưng mà người ta biết mình vô mỗi ngày mà. Thì hôm nọ đó mình mua ly trà đá này nè, mà đi ra uống á là nó y như là cái chất cà phê vậy đó. Cái mình đậu xe, mình cũng lái qua lấy vậy đó, mình đậu xe vô cái mình nói trà đá hôm nay uống ok. Mình nói cái này là cái mùi vị cà phê pha lộn cho mình. Cái nhân viên ở trong đó nói gì chứ, ổng châm từ ở trong cái bình trà ra mà đâu phải là cà phê đâu. Xong cái cô nhân viên mới thì đó, cậu mở cái nắp ra cậu nếm một cái. Thường thường á là mình uống chung cái ống á thì không có uống chung được, nhưng mà cậu mở cái nắp ra cái ly mà mình tới, mà mình cũng nói chuyện lịch sự, mình không có, người ta quen với mình mà mình đâu có ra cái vẻ mình cà chớn đâu. Cái cổ test cổ nói với cái ông nhân viên nọ, nói thằng này nó nói đúng rồi, tôi thử nó cũng có cái mùi cà phê. Nhưng mà bà nói cái đó là từ ở trong cái bình cà phê nó ra, châm cái trà trong cái bình trà ra, chứ không phải nó là cà phê. Nhưng mà mình uống vô á là giống như người ta đổ, cái người mà khoa đó người ta bỏ lộn, các bạn biết không, nó ở trong đó nó có từng cái máy, cái ống nó chạy ra. Nếu mà mình mua cà phê á thì họ có cái cần á, họ gặt cà phê xuống, còn mình mua trà đá đó thì họ gặt xuống. Rồi cái người nào người ta pha đó, người ta đúc lộn vô, các bạn biết không, lộn vô cái cần mà nó có cái chữ trà đá đó. Hồi xưa tới giờ là người ta biết mình, không bao giờ mà mình phàn nàn ở chỗ này, không bao giờ có chuyện đó. Xong hồi nãy mới thì cô đó nói, hỏi kêu là trước khi mình đi á, mình muốn thử không, cái mình nói không sao đâu, ok rồi tao cái ly đó ly mà có cái mùi vị cà phê á, đúng là mình muốn uống trà đá nhưng mà pha lộn cà phê á. Cà phê mà nó không có đường có sữa là nó nhìn cái màu giống vậy nè, ok rồi tao uống được, cho nên kỳ này lộn tao cũng uống, tao cũng ok luôn à. Mình sống các bạn với ông đơn giản thôi, không có cần phải phiền phức làm chi cho nó gồm gà. Đó thì ở trong cái nội dung này mình muốn chia sẻ với các bạn á, giống như trong đầu video mình nói, cái người mà thật sự người ta giàu có tiền á, Việt kiều, không bao giờ người ta khoe khoang. Mấy đứa em vợ của mình nó làm kinh doanh ở Mỹ lâu năm, qua thời năm 88, nha sĩ đồ, cơ sinh của mình, anh em dòng họ bà con, nhiều người mình quen chủ neo, giàu lắm. Giống như thằng em vợ của mình vậy đó, nó đang làm lương, nó làm cho cái hãng nó lâu năm lắm, lương của nó là chưa trừ thuế là 100.000 đô la cho mỗi một năm. Làm cho hãng ấy làm lâu ngày đó, người ta tăng lương làm nhiều năm. Xong rồi nó có vợ bên Việt Nam, nó phải cần đi về thăm vợ thường xuyên á, không có muốn bỏ vợ đó buồn. Thằng chủ nó nói mày không thể mày đi hoài được, một năm á là cho mày đi tối đa 2 tuần à, mà cách vài tháng như vậy là mày đi về thăm vợ mày 1 tháng không được. Thằng em vợ của mình nó làm lương 100.000 đô la, nó bỏ việc luôn, 100.000 đô la bỏ việc luôn. Còn hai đứa con của mình bây giờ cũng có việc ngon lắm, không có làm cái gì cực khổ lắm. Đứa con trai của mình á, nó thích á thì nó đăng ký vô, nó nói bây giờ tao muốn đi qua bên Nhật Bản làm việc cho chính phủ á, đi trên toàn thế giới, những cái quốc gia nào mà nó có cái đồn của Mỹ không quân á, đồn không quân á, bất cứ trên thế giới ở đâu mà có đồn không quân á là con của mình nó xin tới ở đó. Bây giờ nó đang chuẩn bị, nó chờ
nó đang sinh, nó đang chờ để mà người ta kêu nó đi qua bên Nhật Bản, nó muốn dọn gia đình nó về sống về bên Nhật Bản. Còn đứa con trai của mình á, bây giờ nó được thăng chức, nói theo kỹ Việt Nam là quản lý á. Đứa con trai Út của mình nó làm mà về bảo vệ mà có đeo súng á. Bây giờ nó thăng chức lên làm supervisor, ở Việt Nam của mình gọi là quản lý đó. Supervisor. Các bạn cứ hình dung đi, bây giờ mà mình mà không có đi qua bên Mỹ á, tương lai của con cái của mình bây giờ nó đi về đâu? Có thể mẹ nó chơi bời, nó dính vô đập đá, xì ke ma tí nữa. Nó mình nhìn sâu, mình đi qua nước Mỹ là nó, cái quyền lợi là nó ở cái chỗ đó. Các bạn biết không? Rồi mấy cái người trong cộng đồng của mình nè, chủ neo, chủ nhà hàng giàu lắm, người ta có thừa tiền á, người ta đốt mình còn được đó. Mà mấy cái người có tiền người ta không có khoe. Đấy, còn mấy cái thằng ngu kiều, nó không có tiền mà nó về nó nịnh cộng sản, nó nói, nó bịa ra, nó nói là ở bên Mỹ làm cả đời không có dư ra đồng nào hết đó, làm ở Mỹ mấy chục năm không có dư. Tụi mày có giỏi hả, tụi mày đi về Việt Nam ở dài hạn giống như tao nè. Mà ở bên Mỹ mà người ta có công ăn việc làm, người ta đã có công ăn sự nghiệp việc làm, ai có dư giờ mà đi về Việt Nam ở dài hạn mà ở đó mà tách đấu với người ta. Đó, tụi mày ở châu Âu, tụi mày ở Việt Nam 2 năm nữa bên Mỹ có World Cup nè, tụi mày bỏ tiền ra qua bên đây. Đương nhiên là mấy cái người giàu, con ông cháu cha, mình không nói những cái người đó, những cái người thừa tiền. Mình nói mấy cái thằng nào mà nghèo mà bị đặt á hả, nịnh cộng sản mà giơ tay lên nói là chê bai ở nước Mỹ đồ. Mày có giỏi mày về Việt Nam mày nhập tịch mày ở luôn đi. Tưởng gì? Mày ngồi bên châu Âu, ngồi bên Canada, ngồi ở bên Nhật Bản, sống ở bên những cái nước tư bản mà đi nói xấu lại mấy cái nước tư bản. Trừ khi nào mà mày đi về Việt Nam mày sống dài hạn á, sống luôn ở bển á, mới nói cho cùng rồi mày cũng phải đừng cùng mà mày trai trắng tay mà cái gì mày cũng phải trở lại nước Mỹ thôi. Đó, các bạn thấy hồi xưa không, cái thằng Trần Trường ở bên California đó, nó hạ cuồng cộng sản lắm, nó treo hình Hồ Chí Minh ở trong nhà, nó treo cờ cộng sản. Cuối cùng đi về Việt Nam làm ăn đồ này nọ, đó, nó tống về bên Mỹ chống chui chống nhủi đi trở về Cali lên xin chính phủ. Tại vì ở Việt Nam xin ai mà không tốt lành gì cái thằng đó nó trở về đâu các bạn, vô đường cùng mà. Cho nên á, mình phải có cái chiều sâu, mình không có nghĩ đơn giản là tôi ở bên Việt Nam tôi cũng ăn cơm, tôi cũng làm tài xế, lái xe tải, xe gáp như anh như gì đó. Đó là các bạn chỉ có nhìn cái hiện tại thôi. Trường hợp của cái ông Trần Trường á, ông đi về Việt Nam ông nịnh cộng sản, đến khi mà cộng sản mà nó hết lợi dụng mà nó đá ông á, đâu có trợ cấp, đâu có housing, đâu có gì đâu, phải chạy về Mỹ. Rồi cuối cùng ai là cái người nuôi mày, bệnh xuống thì bác sĩ Mỹ, người dân Mỹ cũng đóng thế lo cho mày. Trước đây mày ăn cháo đá bát, mày qua cầu rút ván, mày phản cộng đồng, mày bỏ đi về Việt Nam, cuối cùng bây giờ mày về Cali thì người dân Cali cộng đồng người ta cũng đóng thế vô đó, mà người ta cho mày tiền ăn tiền uống, thậm chí cho mày nhà cửa mày ở nữa. Còn ở Việt Nam nó phủi tay, nó đá các bạn ngang bên, các bạn đi đâu, mẹ tỷ phú như bà Nguyễn Phương Hằng còn không có cửa để đi nữa chứ ở đó mà nói. Các bạn biết không, sống ở đời là mình phải biết trong những cái lúc mà hoàn cảnh mà mình hoạn nạn nhất ai giúp mình.
Các bạn nhìn không có chứ thật ra có những cái người đi vượt biên, ai lo cho mình? Thời bao cấp mà mình đi vượt biên có phải là mình đã tận cùng, mình không còn cái gì để mắc được cao quỹ Liên Hiệp Quốc thế giới người ta cưu mang mình? Có phải là người ta giúp mình trong những cái lúc mà mình hoạn nạn không? Mẹ bây giờ hả, ở bên Mỹ 30-40 năm về Việt Nam cưới vợ bắt đầu nói chuyện nịnh theo kiểu bên Việt Nam. Tại vì nó đi đi về về vợ nó ở bên đó, đó. Mẹ nó mà dám mà nói xấu Cộng sản Việt Nam thì làm sao mà nó đáp xuống Tân Sinh Nhất. Phải không? Cũng giống như ông cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đó. Ông muốn có cái chỗ cho đứa con gái của ông là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam để làm ăn. Ông phải make a deal. Phải không? Ông phải lên đài VTV. Ông mới nói, ôi địt mẹ tụi nó chống cộng, cộng đâu còn mới chấm. Ông nói nó nói gì làm chi? Ông nói như vậy tại ông đi ra sân góp là ông đã deal với cái thằng chủ tịch rồi. À, tôi sẽ nói cái gì anh Nguyễn Cao Kỳ thôi, bây giờ cuộc chiến của nó đã qua rồi, bây giờ hả dân của mình nghèo đâu vậy, anh cố gắng anh xóa bỏ hận thù đi, bỏ quên quá khứ nhìn về tương lai đi, à, hả anh kêu cộng đồng đã đoàn kết đâu này nọ đi. Ông nói như vậy mới để cho con của ổng về mới làm ăn được, phải không? Còn không có cái chỗ làm ăn thì người ta phải cho phép nó về nó làm MC. Chứ đâu phải tự nhiên mẹ mày muốn đứng trên sân khấu Cộng sản Việt Nam, mày muốn nói cái gì là mày nói. Mày làm MC ở bên Cộng sản Việt Nam, mày cũng phải xin phép. Tối nay mà mày nói địch, mày cũng phải xin phép. Mà mày nói ỉa, mày cũng phải xin phép nữa. Mà nó kiểm soát mày tới mức độ đó luôn. Đâu phải mà giống như ở Mỹ, mày lên sân khấu là mày muốn nói cái gì, nói tự do ngôn luận. Không có thằng nào mà diệt, không có thằng nào là phạt mình. Các bạn thấy không? Đó thì bây giờ trời nó cũng đã tối. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi. Chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối và một buổi sáng thật là nhiều vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại clip kỳ sau.